Xin chào quý bạn đang theo dõi video ở kênh YouTube của mình. Và hiện tại thì đây là một cái sản phẩm và của hãng Aimo. Và cái sản phẩm này hiện tại là bây giờ đang được bán chạy ở Việt Nam. Đây là một cái sản phẩm lắp trong nhà và tại sao nó lại bán chạy và lợi ích của cái chiếc camera này nó đem lại cho các bạn đó là gì. Thì ở trong cái video này mình sẽ giải đáp cho các bạn tại sao cái sản phẩm này nó lại hot như vậy. Và đây là một cái sản phẩm lắp trong nhà và có nhiều tính năng thông minh và lợi ích đem lại cho các bạn khi các bạn sử dụng một chiếc camera trong nhà. Đây các tính năng như thế này, và đây là cái thiết kế của chiếc camera nhỏ gọn này, có màn hình để chúng ta có thể đàm thoại gọi video luôn khi các bạn sử dụng chiếc camera này. Thì ở trên cái thiết kế của chiếc camera này thì có cả nút gọi và nút tắt khi chúng ta không muốn đàm thoại hay là muốn đàm thoại bằng video. Và đây là cái mắt camera và đây là đèn báo tín hiệu của chiếc camera. Và ở chiếc camera này thì đây là thiết kế của chiếc camera kiểu dạng robot nhé. Đấy, kiểu người máy. Và đằng sau là cái tem của sản phẩm, và đây là khu vực lắp thẻ nhớ, và đây là nút reset và bật tắt thiết bị. Và đặc biệt hơn, cái sản phẩm này thì các bạn có sẵn pin cho chiếc camera, nó là 2000 mAh. Giúp các bạn khi các bạn mất điện thì chúng ta cũng vẫn có thể xài được cái chiếc camera khi trong một cái thời gian nhất định. Nó là pin tích hợp ở trong camera nó là 2000 mAh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm cái sản phẩm này có những cái tính năng gì, và mình sẽ cài đặt và review cho các bạn cái tính năng của chiếc camera của Aimo. Đây là chiếc camera 5M 3K, và bây giờ chúng ta sẽ đi trải nghiệm thực tế và các tính năng và cài đặt các tính năng của chiếc camera. Đây là chiếc camera đang khởi động và đèn đã nháy màu xanh. Và khi các bạn cài đặt thì đây là cái giao diện mà chúng ta từ camera đến điện thoại chưa được kết nối, và chúng ta sẽ đi kết nối chiếc camera. Và để mình kết nối cho chiếc camera nó hoạt động được trên điện thoại, để chúng ta cùng nhau đi review các tính năng của chiếc camera và các lợi ích của chiếc camera này đem lại cho các bạn khi các bạn sử dụng. Và đây là tại sao cái sản phẩm này nó bán chạy nhất hiện nay, và nhiều khách hàng đã sử dụng. Và sản phẩm này khi về đến bên mình thì về cái nào là hết cái đấy, nên các bạn hãy nhanh tay bấm đặt hàng mua ngay sản phẩm để cùng nhau trải nghiệm cái sản phẩm camera Aimo có đầy đủ các tính năng và lợi ích đem lại cho các bạn. Thì đây là chiếc camera mình đã cài đặt ở trên điện thoại, và mình sẽ review cho các bạn các tính năng của chiếc camera này. Có thể quay quét trái phải lên xuống ở trên điện thoại để chúng ta áp dụng. Thứ ba là chúng ta có thể gọi điện trực tiếp, gọi điện bằng video. Nếu các bạn sử dụng chiếc camera này thì các bạn đặt ở nhà, và con cái của chúng ta hay là người già có thể bấm gọi để chúng ta sẽ đàm thoại bằng video cho các bạn khi các bạn sử dụng chiếc camera này. Có thể là chúng ta bấm gọi trực tiếp trên chiếc camera. Thứ hai là chúng ta có thể ở trên điện thoại chúng ta bấm gọi và chiếc camera sẽ phát ra, và chúng ta sẽ chấp nhận và đàm thoại hai chiều bằng video cho chúng ta có thể sử dụng khi chúng ta muốn quan sát, như là nói chuyện với con cái trong gia đình hay là người thân trong gia đình. Đây là một cái lợi ích rất là đáng để sử dụng chiếc camera này. Chiếc camera này thì là độ phân giải, nó là mình cũng nói trước là 5M 3K, và cắm điện kết nối wifi. Và chiếc camera này có pin là 2000 mAh, là khi bạn mất điện thì các bạn có thể sử dụng một thời gian ngắn để chúng ta cho chiếc camera lưu lại những hình ảnh khi mất điện và vẫn hoạt động được, và sẽ lưu lại cái hình ảnh chúng ta cần quan sát. Và bây giờ mình sẽ vào điện thoại này. Đây mình sẽ, đây là thời gian view cho các bạn. Đây là cái hình ảnh trực tiếp của chiếc camera đem lại
nó là 53k, và tính năng là các bạn có thể là sử dụng trên app, và các bạn sẽ bấm để cái việc là khi có chuyển động nó sẽ báo dạng tin nhắn ở trên phần mềm gửi về cho các bạn. Đấy là điều về trái phải lên xuống của chiếc camera và tính năng nghe, có nghĩa là chúng ta có thể ở trên khu vực điện thoại chúng ta có thể là dùng tính năng là chúng ta nghe những cái khu vực các bạn cần thu âm đang lắp chiếc camera. Và đây là biểu tượng là quay, khi các bạn muốn quay cái đoạn video ở hiện tại hay quá khứ. Đây là tính năng chụp hình, và đây là tính năng gọi điện thoại của chiếc camera đem lại. Thì ở đây có hai tính năng gọi, thứ nhất là gọi bằng video, gọi bằng thoại. Gọi điện thoại là chúng ta ví dụ gọi bằng video. Alo, alo. Hiển thị ở đây. Và chiếc camera này thì các bạn có thể lắp thẻ nhớ micro SD là loại thẻ nhỏ, và chúng ta sẽ lưu lại những cái hình ảnh các bạn mong muốn, là ví dụ như các bạn bấm vào phần trực tiếp chiếc camera này. Bấm trực tiếp vào chiếc camera và các bạn bấm vào cái phần đây, biểu tượng này, không phải bây giờ, và các bạn sẽ lựa chọn được cái múi giờ các bạn muốn xem lại, ví dụ như là ngày mùng 4 này chẳng hạn. Đây là cái khoảng thời gian, thời gian mà mình đang review cái hình ảnh thực tế của chiếc camera đem lại này, 53k ở tại cửa hàng mình. Còn ở cái không gian nó rộng hơn thì đây ở khu vực này, đây là không gian ở ngoài mình đang test cho các bạn. Ở trong cái đoạn video này thì mình sẽ chiết xuất ra và mình sẽ gửi ở trong cái video này luôn cho các bạn. Đây là cái demo thực tế của chiếc camera 5B lắp trong nhà đem lại cái hình ảnh chất lượng sắc nét như thế nào. Chiếc camera này thì các bạn có thể là dùng để chống trộm, khi các bạn muốn bật cái chế độ là có chuyển động nó sẽ gửi về ở điện thoại cho các bạn như vừa nãy mình đã cũng giới thiệu. Và ví dụ như nhé, bây giờ mình sẽ bật cái chế độ này, đây nó sẽ giả gửi về cho các bạn là dạng là đã phát hiện nó có chuyển động, nó sẽ gửi ra tin nhắn ở ngay trong cái phần mềm mục này. Đã. Nhà tôi đã thông báo hay điện thoại cho các bạn, cũng như lúc trước ở trong cái đoạn video mà khi có chuyển động nó sẽ báo với dạng tin nhắn ở vừa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần cài đặt của chiếc camera, và các bạn bấm vào lục giác trên cùng bên tay phải, và chúng ta sẽ đi tìm hiểu các tính năng của chiếc camera. Và chiếc camera này có thể phát hiện cái phần âm thanh bất thường là khi các bạn sử dụng chiếc camera này quan sát trẻ con, thì các bạn sẽ bật cái chế độ này thì nó sẽ, khi trẻ con khóc thì nó sẽ báo về phần mềm cho các bạn. Ngoài ra thì chiếc camera này có một cái tính năng là báo thức cho các bạn, làm đồng hồ báo thức luôn. Các bạn sẽ cài đặt là thông báo báo thức. Đấy. Nó sẽ gọi điện gọi cho các bạn báo thức theo giờ các bạn mong muốn. Chiếc camera này thì phát hiện dạng cài đặt đây thì các bạn sẽ phát hiện dạng theo dõi thông minh, hay là phát hiện động vật này, con người này, và phát động chuyển động và khu vực các bạn muốn mở động. Đấy là những cái tính năng thông minh của chiếc camera và lợi ích của chiếc camera này nó đem lại cho các bạn. Đấy là cái sản phẩm các bạn nên dùng, và hãy và cảm ơn quý bạn đã theo dõi video cái phần review một cái sản phẩm lắp trong nhà có nhiều cái tính năng thông minh như là chiếc camera mình đang review cho các bạn, là chiếc của Hai Màu và dạng robot cho các bạn.
Camera này là nhóm sản phẩm Red VT Pro. Chiếc camera này thì mã đầy đủ là Z2VBP-5MOWR. À, chiếc camera này là có độ phân giải 5M, kết nối không dây và có pin, và quay quét trái phải lên xuống đàm thoại hai chiều, và có thể là có màn hình hiển thị để chúng ta đàm thoại gọi video, và có màn hình hiển thị là báo giờ này, kết nối wifi này, chế độ pin là bao nhiêu này, hôm nay là ngày vừa giờ bao nhiêu, và có thể là dùng để làm đồng hồ báo thức cho gia đình chúng ta, và là một chiếc camera báo trộm. Khi các bạn một chiếc camera này báo trộm cho gia đình, và còn giúp ích cho các bạn là theo dõi cho con cái hay là người già. Chiếc camera này thì có tính năng là gọi điện video trực tiếp và hiển thị màn hình ở trên chiếc camera này. Và quý bạn cần tư vấn thêm về cái sản phẩm này thì các bạn hãy comment ngay dưới video này, hay các bạn nhắn tin Zalo số điện thoại ở bên dưới. Sản phẩm này là một cái sản phẩm đáng để các bạn sử dụng cho ngôi nhà của bạn. Cảm ơn quý bạn đang theo dõi video, và quý bạn theo dõi video thấy hay và hữu ích thì các bạn hãy giúp đỡ mình bấm đăng ký kênh ở nút chuông, để khi mình ra video mới thì các bạn sẽ nhận được ngay video hữu ích, và mình có nhiều cái nỗ lực ra nhiều video hơn. Xin chân thành cảm ơn quý bạn.